Đúng rồi, nhiều khi hát dở mà cho MV. Ai à, nói ai vậy? Mà thấy trên thang máy đi xuống rồi như rùm lum la. Là à, cái biểu diễn, phần biểu diễn biểu hả? Diễn mà ok không? Cũng hơi bắp bắp nhẹ mà tự tin hay thiệt. Đâu biểu diễn sao, biểu diễn lại coi. Đi thang máy bày đó. Ơi giúp con có đang rảnh không? Nếu em rảnh thì anh chỉ đi. Tức là từ bay rồi. Vậy hả? Hay thiệt, bản lĩnh đâu mà xuất hiện như vậy. Nói gì chứ em? Có nghĩa là ủa gì vậy? Ủa bây giờ là nói Ngọc quá. Ủa sao quen vậy? Trời ơi. Ủa là bước trên cầu thang xuống đó. Trên cầu thang xuống. Ê nhóc con em đang dạy con. Ê nhóc con em đang dạy con. Sao đó? Em nói nghe nè, em là bà con của người mời anh tới đây. Nếu mà anh còn sỉ vả em ngay tại chương trình này thì anh biết anh rồi đó. Không anh hát hay. Em dễ thương thiệt.